Ronaldo tiếc nuối, Bồ Đào Nha chiếm ngôi đầu Nations League. Bồ Đào Nha tăng tốc dữ dội ở lượt đấu thứ 3 Nations League và hoàn thành mục tiêu vươn lên dẫn đầu bảng hai nhóm A với chiến thắng quan trọng trước Cộng hòa Séc trên sân nhà. Roser Avalet được đánh giá cao hơn Cộng hòa Séc về lực lượng, lại có thêm lợi thế sân nhà. Bồ Đào Nha đẩy cao đội hình tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, Cộng hòa Séc không phải là đối thủ dễ chịu với lối chơi phòng ngự phản công kín kẽ và hiệu quả. Hai cú sút của Michael Zadilek cũng như Jan Tata ở các phút 16 và 31 chính là lời cảnh báo nghiêm túc dành cho thủ môn Diogo Costa. Người chấn giữ khung thành đội chủ nhà Bồ Đào Nha trận này thay cho đồng đội lão tướng Rui Patricio. Bàn mở tỷ số dành cho Bồ Đào Nha ở phút 33. Vì thế, thực sự bất ngờ khi thế trận đang diễn ra hết sức giằng co. João Cancelo phối hợp đập nhà với Bernardo Silva sát biên phải và nhận lại bóng, tăng tốc xâm nhập vòng cấm rồi dứt điểm góc hẹp, đánh bại thủ thành Dindrich Chenek phía Cộng hòa Séc. Chỉ mất thêm 5 phút, đội chủ nhà tiếp tục có thêm bàn gia tăng cách biệt từ ngòi nổ Bernardo Silva. Đường truyền vừa đủ tinh tế của tiền vệ đang khoác áo Man City giúp Gonçalo Guedes băng xuống thuận lợi và tung cú sút đánh bại thủ môn Stenek. 2-0 cho Bồ Đào Nha ngay trong hiệp 1, lợi thế vô cùng lớn trước khi đôi bên trở lại. Ở hiệp 2, Cộng hòa Séc tăng tốc tấn công và có được không ít cơ hội gỡ bàn, thậm chí san bằng cách biệt. Chỉ tiếc là ở cả hai cơ hội được trao tay, cầu thủ vào thay người Vaclav Zubeka lại không thể tận dụng thành công. Thậm chí chỉ vài phút trước khi trận đấu khép lại, một cầu thủ vào thay người khác, Adam Vekanova, sau khi đoạt được bóng trong chân Ruben Neves lại dứt điểm ra ngoài trong tư thế đối mặt với thủ môn Diogo Costa. Có đôi chút tiếc nuối cho Ronaldo, một trong những cầu thủ chơi sống sáo nhất phía chủ nhà Bồ Đào Nha trận này. Anh được trao đến 4 cơ hội cả trận nhưng đều bỏ lỡ đáng tiếc, trong đó có pha đánh đầu vụt tình huống bóng căng ngang mặt thành Cộng hòa Séc phút 72. Dẫu vậy, chiến thắng 2-0 cũng tạm đủ để Bồ Đào Nha có được 7 điểm sau 3 lượt trận, vươn lên dẫn đầu bảng hai nhóm A Nations League. Đại kình địch Tây Ban Nha ở trận đấu cùng giờ, dù phải làm khách trên sân của Thụy Sĩ, vẫn có được chiến thắng 1-0 nhờ pha lập công của Pablo Sarabia. Chiến thắng đầu tiên tại Nations League mùa này giúp đương kim Á quân Tây Ban Nha có được 5 điểm sau 3 lượt đấu, xếp nhì bảng ngay sau Bồ Đào Nha. 4 loạt trận mở màn Nations League sẽ khép lại giữa tuần tới và sẽ tiếp tục trở lại vào tháng 9.